Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ của Ủy ban. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực thi luật cạnh tranh, đặc biệt đã chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền việc kiện toàn tổ chức hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ban hành các quyết định về bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thành lập các tổ chức đoàn thể và các điều kiện cần thiết để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể triển khai hoạt động ngay từ mùng 1 tháng 4 theo đúng Nghị định số 03/2023/NĐ-CP. Tại hội nghị, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều động bổ nhiệm lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.